Xin chào các bạn. Mạng mẽo chập chà chập chờn ấy, cho nên là hôm nay mới lên sóng. Có ai nghe thấy em nói không ạ? Có bác nào nghe thấy em nói không ạ? Mạng mẽo chán quá, chập chà chập chờn. Ô, hai người xem rồi. Ok, 50 người. Các bác nghe rõ em không ạ? Các bác em đang, các bác có biết là em đang đề cập đến cái vụ gì không ạ? Sống ở thiên đường xã hội chủ nghĩa thì sự táng tận lương tâm, sự bất công luôn là cái đề tài mà hết sức là nóng hổi, cần phải mọi người phải bàn tán ra vào. Tôi đọc được một trên một cái bài báo trên báo Pháp Luật thì có nói rằng là cái cụ Nguyễn Thị Lê tại thôn chùa xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là người tàn tật và cụ qua đời. Thế nhưng mà bởi vì còn nợ lại cái quỹ của địa phương nó vào khoảng 1.716.000, bao gồm thuế đất nông nghiệp và các khoản phí như sau: thứ nhất là quỹ an ninh quốc phòng, thứ hai là quỹ đền ơn đáp nghĩa, thứ ba là quỹ phòng chống bão lụt, thứ tư là khuyến học, thứ năm là hội xuân. Đấy, tổng 5-6 cái món quỹ đó và cái món thuế đó nó rơi vào khoảng 1.716.000. Nhưng mà khi mà cụ Nguyễn Thị Lê qua đời ấy, thì là theo cái hương ước của làng và luật lệ là nếu mà chưa đóng đủ tiền quỹ ấy, thì bắt buộc là trưởng thôn và xã sẽ không cấp giấy chứng tử cho, không cấp giấy chứng tử cho bà Nguyễn Thị Lê, cộng với việc không thông báo trên loa truyền thông, cộng với việc không cho mượn xe tang kèn trống để đưa cụ Lê về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi mà đọc tới đây thì tôi vô cùng vẫn nộ và bức xúc. Người ta nói rằng là nghĩa tử là nghĩa tận, người ta sống đã đành, người ta chết cũng không được yên. Tại sao vì một cái khoản phí thuế không đáng có, bởi vì bà Nguyễn Thị Lê là một đối tượng chính sách, có nghĩa là người tàn tật, người nghèo, không hề tạo ra của cải vật chất gì cả. Bản thân bà được cấp một cái lô đất để mà làm nhà, nhưng mà Ủy ban Nhân dân xã đã gây rất nhiều cái sự khó khăn từ năm nọ qua năm kia. Chính vì thế mà bà không, cuối cùng bà cũng không có nhà để ở. Và khi bà qua đời thì đã không được thông báo trên loa truyền thông, đã không được cho mượn kèn chống đám ma, và đã không được nhận được giấy chứng tử của Ủy ban Nhân dân xã, bởi vì còn nợ thuế, nợ các khoản như vậy. Theo tôi được biết đấy, theo cái nghị định mà 55CPNDCP của chính phủ ấy, thì là miễn 100% thuế nông nghiệp, thuế đất nông nghiệp và các khoản phí và thuế cho đối tượng là người hộ nghèo và người tàn tật. Bà Nguyễn Thị Lê này là người tàn tật và bà còn nuôi hai người em cũng như vậy nữa. Nhưng tại sao chính quyền địa phương xét về cái phương diện là pháp lý thì đương nhiên bà được miễn hoàn toàn những cái khoản đóng góp đó. Tại sao vẫn bắt bà đóng góp 1.716.000 khi mà bà chưa có đóng được, thì bà qua đời thì bắt đầu là còn nợ lại, thì bắt đầu là họ không cho phát tang, họ không cho làm những cái thủ tục một cuộc để tiễn đưa người chết. Đấy là xét theo phương diện pháp lý là các bác ở tại cái địa phương đó đã vi phạm luật. Xét yếu tố thứ hai đó là về vấn đề đạo lý. Phương diện pháp lý đã là sai, bởi vì theo nghị định 55 của Thủ tướng Chính phủ ấy thì các đối tượng như vậy được miễn 100%, tại sao vẫn còn đè người ta ra để thu thuế? Thứ hai đó là xét trên phương diện đạo lý thì từ thuở xa xưa rồi không có một cái đạo lý nào một cái cho phép cái việc mà đối xử với cả người chết tàn nhẫn như vậy. Có cái đất nước nào mà lại đáng buồn, mà lại đáng thất vọng như cái đất nước Việt Nam này không nhỉ? Người ta đáng nhẽ là người tàn tật, người ta phải được hưởng cái sự ưu tiên,
được hưởng cái chính sách, được hưởng cái đãi ngộ của nhà nước. Các bác đè chúng tôi ra thu thuế, các bác tận thu các loại thuế luôn. Bây giờ các bác đòi thu thuế mấy người bán hàng online trên Facebook, bán cò con vớ vẩn, tiền ở đâu ra mà đóng thuế. Đấy, thế nhưng mà bây giờ không thể nào chấp nhận được một cái đất nước mà cái người tàn tật họ mà họ đã chết rồi mà họ còn không được yên. Thì các bác thử hỏi đất nước này có đáng để sống không? Bây giờ nhá, tôi nói điển hình như này. Tại sao các doanh nghiệp trong nước, à không xin lỗi, các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng. Đấy, bởi vì sự quản lý kém hiệu quả, cha chung không ai khóc. Sự quản lý lỏng lẻo và tha hồ, mạnh ai nấy hút máu, mạnh ai lấy tham nhũng. Những cái doanh nghiệp nhà nước không hoạt động hiệu quả thì bắt đầu là Bộ Tài chính và Chính phủ đề xuất cái phương án là xóa nợ cho những cái doanh nghiệp nước, cái doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh mà kinh doanh không hiệu quả. Vậy những cái nghìn tỷ, cái trăm tỷ, nghìn tỷ đó được xóa đi khi mà họ quản lý lỏng lẻo. Họ chỉ cần phủi trách nhiệm, nói là bây giờ không có khả năng chi trả là được nhà nước xóa nợ. Vậy cái nghìn tỷ đó là tại sao các vị có thể xóa nợ cho những người như thế, mà một cái con người mà tàn tật mà đến lúc chết như bây như bà Nguyễn Thị Lê tại Hiệp Hòa Bắc Giang, mà các vị lại không thể xóa một cái khoản nợ như vậy. Một cái khoản nợ đó không đáng để bà ấy phải đóng cái khoản đó, bởi vì bà ấy là người tàn tật. Các bạn, các ông, các bà có hiểu không? Đừng có thượng đội hạ đạp. Bây giờ các ông truy cứu trách nhiệm những cái doanh nghiệp quốc doanh làm ăn không hiệu quả, thua lỗ nghìn tỷ nọ, nghìn tỷ kia, phủi tay. Đấy, quản lý yếu kém, kinh doanh thua lỗ, những cái khoản đấy đều là thuế của dân phải đè ra để đóng. Thế trong khi đó, ôi, không thể nào mà nói được. Ba 1,7 triệu các không xóa được, 1.300 tỷ của các doanh nghiệp quốc doanh làm ăn không ra gì, phủi tay phủi trách nhiệm vẫn được ăn sung mặc sướng. Chúng nó làm thất thoát, tham nhũng hàng nghìn tỷ đồng, trăm nghìn tỷ đồng, không ai hỏi han đến nơi. Một người tàn tật đã chết rồi nhưng mà không đóng nổi 1,7 triệu tiền thuế, tiền phí. Các ông táng tận lương tâm, các ông không cho người ta mượn xe tang, các ông không cho người ta phát loa truyền thanh, các ông không cho mượn kèn, mượn trống. Thật là đau lòng. Khi mà phóng viên đến hỏi cái ông trưởng thôn đó là bây giờ tại sao các ông lại có thể hành động như vậy, làm như vậy, bỏ qua cái yếu tố pháp lý, vẫn còn cái yếu tố tình người nữa chứ, tình làng nghĩa xóm. Đấy, tương thân, tương ái, tương trợ lẫn nhau, lá lành đùm lá rách, người ta đã rơi vào những cơn tùng quẫn như thế rồi, người ta đã chết rồi mà các ông lại còn cố tình. Vậy các ông muốn đào người chết lên để báo đáp người ta đóng tiền à? Thì ông trưởng thôn ông nói rằng là cái chỗ thân tình, cái chỗ cái bà Nguyễn Thị Lê ấy với cả ông đấy là cái chỗ thân tình, cho nên là rất là ngại khi phải đưa ra cái đi phải quyết định cái việc này. Nhưng mà theo cái hương ước của làng ấy và theo cái luật ấy thì bà Lê là đối tượng được ưu tiên chính sách, nhưng mà luật viết phép vua thu lệ làng đấy, vẫn phải đè ra đóng tiền, đè ra phải đóng hết thuế thì mới được. Bó tay luôn. Có bạn nào ở Bắc Giang không? Có bạn nào ở Bắc Giang, các bạn có thể lên tiếng về cái việc này. Và không biết là cái bài báo này mới đây thôi, mới đây khoảng tuần này thôi. Có ai ở Bắc Giang mà liên hệ được với cả người nhà của bà Nguyễn Thị Lê thì tôi sẵn sàng đóng cái khoản thuế mà 1.716.000 cho bà Lê để bà ấy được chôn cất một cách tử tế và được có giấy chứng tử. Có ai mà liên hệ được không? Tôi sẵn sàng đóng góp cái khoản đó cho bà để bà được chết mồ yên mả đẹp. Trời ơi trời, người sống thế nào thì người chết đã nhẽ là phải khác thì sao bây giờ các ông ấy? Tôi nói đâu trời, rất là đau lòng. Bây giờ nha, điển hình những cái vụ mà tiêu tốn tiền tỷ, nghìn tỷ của dân này.
Bây giờ các bác có biết rằng là cái nhà máy lọc dầu Dung Quất nó đi vào hoạt động nhưng mà không hoạt động cầm chừng, kém hiệu quả và là bị lỗ. Nghìn tỷ nọ, nghìn tỷ kia, các bác sợt lên Google sợt nếu như ai muốn biết thông tin chi tiết, bởi vì trong một cái buổi phát trực tiếp tôi không thể nào mà tôi liệt kê ra những cái thứ mà trên mạng có rồi. Các bác vào cái nhà máy, dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất đấy, tại tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp theo, vào nhà máy đạm Ninh Bình, các bác sợt xem là cái thua lỗ và cái thất thoát của cái nhà máy đạm Ninh Bình đấy nó như nào. Đấy, tiếp theo là các bác vẫn còn nhớ cái vụ của Bộ Công Thương liên quan đến cái nhân sự Trịnh Xuân Thanh khi mà ông ta làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. À không, hình như là giám đốc hay là cái gì của Sài Gòn Petrolimex cái gì ấy. Ông ta thất thoát 3.000 tỷ đồng. Ai truy cứu trách nhiệm hình sự? Đấy, cái đất nước này nói đến vấn đề pháp lý với cả vấn đề là chịu trách nhiệm trước pháp luật thì là không có. Đấy, pháp luật ở cái đất nước này là mang ra để cai trị dân đen. Vậy những cái người mà lãnh đạo cấp cao thì nó bị miễn nhiễm trước pháp luật. Miễn nhiễm trước pháp luật, không có một cái đất nước nào mà có cái sự bất công như vậy cả. Lãnh đạo làm sai, tổ sư cha nó hình thức phạt một cách kinh khủng, là cái dã man đấy là phê bình và tự phê bình. Sau đó là thuyên chuyển công tác, sau đó là rút kinh nghiệm. Ôi đụt, ôi trời ơi, tổ sư cha nó thuyên chuyển công tác với cả phê bình và tự phê bình. Phê đéo gì mà phê mãi nữa trời. Quản lý yếu kém gây thất thoát đến tài sản quốc gia, phải truy cứu trách nhiệm hình sự, phải mang cái người đó ra, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, bất kể là ông nào. Vậy tại sao các vị lại được quyền ngồi trên pháp luật, các vị lại nói là những người đấy là chỉ bây giờ là phải giống như ông Võ Kim Cự, một cái sai phạm vô cùng nghiêm trọng của ông Võ Kim Cự, cái nhà máy Mosa, bây giờ các ông nói rằng bây giờ là phải xin lỗi nhân dân và chịu kỷ luật trước đảng. Tổ sư cha đấy xin lỗi nhân dân là cái gì? Nó gây hậu quả một cách vô cùng nghiêm trọng, đấy là hủy hoại tất cả cái dải bờ biển của 4 tỉnh miền Trung. Giết, có nghĩa là hủy diệt cái kế sinh nhai của hàng triệu người ở đó. Thiệt hại về kinh tế, thiệt hại về đủ thứ. Tại sao chỉ có xin lỗi và kỷ luật trước đảng? Ai cho phép, người nào cho phép chỉ xử ông Võ Kim Cự với cái mức như vậy? Ông ta làm sai, ông ta quản lý yếu kém, ông ta gây hậu quả nghiêm trọng, lôi cổ ra để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật làm ra để điều hành quốc gia, khi đứa nào có tội, đứa nào làm sai, mang nó ra xử. Làm đéo gì có cái luật là kỷ luật trước đảng và xin lỗi nhân dân. Ôi chó đéo mẹ chúng nó chứ, là cái luật gì mà cái luật kỳ lạ vậy? Không thể chấp nhận được một cái luật mà một cái luật pháp của một cái nhà nước mà lại được mang ra chỉ để cai trị dân thôi. Còn đương nhiên những cái người mà cấp cao như là từ cấp huyện trở lên thôi, kể cả cấp xã, phường, thị trấn thôi, được bao che, được bảo bọc, được miễn nhiễm với cái thứ pháp luật đó. Vậy cái pháp luật đó mang ra để làm gì? Có phục vụ đại đa số dân chúng, quần chúng nhân dân hay không? Ai cho phép các ông, ai cho phép các ông được lấy cái sinh mạng cái của người dân ra để các ông đánh đổi lấy cái đồ má Sài Gòn? Ô xin lỗi, điên lắm cơ. Tại sao lại được như vậy? Trong khi đấy dân đen chúng tôi thò ra cái gì là bắt đầu là bị truy cứu. Động một tí là ngay cái việc thằng nhỏ có một cái nghi án nó lấy trộm 2 triệu đấy, đưa nó vào trong trại, đưa nó vào trại tạm giam. Thằng nhỏ 17 tuổi, Đỗ Đăng Dư, tại huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây cũ. Hàng xóm nghi ngờ thằng nhỏ lấy 2 triệu. Công an đến xích cổ thằng nhỏ vào trong trại tạm giam. Mấy ngày sau nó chết, nhe răng. Hỏi là vì sao bị chết thì bảo là do bạn cùng phòng rửa bát bẩn, bạn cùng phòng đánh chết. Thằng nhỏ nó 17 tuổi, nó ăn trộm có 2 triệu thôi.
thậm chí là 20 triệu hay 200 triệu thì các vị không được quyền đoạt mạng của nó, mạng sống của nó. Không có thứ pháp luật nào, ví dụ nó vi phạm pháp luật là pháp luật xử lý. Làm gì có chuyện quá đau lòng. Vậy những người thất thoát hàng nghìn tỷ đấy, như điển hình cái tập đoàn Vinalife, Vinasin. Vinasin thì thất thoát 86.000 tỷ, còn Vinalife thì mười mấy nghìn tỷ. Có ai bị trách nhiệm chưa? Có ai bị mang ra bêu đầu trước pháp luật chưa? Có ai chịu cái hình phạt khắc nghiệt của pháp luật hay chưa? Tại sao chúng tôi dân đen chúng ta phải chịu những cái hình phạt nó kinh khủng như vậy? Đấy là tạm giam và đi vào hai chân, đi ra thì tám chân. Có thấy có đau lòng không? Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam, thì về đề xuất với cả Thủ tướng Chính phủ là bây giờ phải huy động làm thế nào để có cách nào đấy để huy động 500 tấn vàng còn nhàn rỗi ở trong dân để phát triển kinh tế, phát triển cái mả mẹ nhà ông ấy. Mẹ mày có vàng nổi đây này, có lấy không? Một ngày tôi sản xuất được 2 cục vàng nổi đấy, ông có lấy không? Làm ăn thì bởi vì là có phải là người tài được đưa lên để điều hành, để lãnh đạo đâu. Con ông cháu cha, cơ cấu, rồi là mua chức bán quyền, toàn những đứa đầu đất lên lãnh đạo quốc gia. Cho nên là quản lý yếu kém, không có nghiệp vụ, không có kinh nghiệm để điều hành những cái việc như thế, cho nên là gây thất thoát. Sau đó là tổ sư cha nó bắt lại bảo là phải là cơ cấu nợ, bắt đầu xóa nợ cho các doanh nghiệp quốc doanh làm ăn không hiệu quả. Đấy, trong khi đấy nhân dân có khoảng 500 tấn vàng thì nhòm ngó, nay nhòm ngó thế này, mai nhòm ngó thế khác, nay chính sách này, mai nghị định kia, ngày kia thông tư, tổ sư nghị định thông tư ở cái đất nước này nó chồng chéo nhau, nó đè lên nhau, tổ sư nó đè mãi, đè xong rồi đè ra một đống con nuôi được không? Mẹ tổ. Đấy, cái ông Nguyễn Thành Long là cái ông Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng vừa mới đề xuất với cả cái Thủ tướng Chính phủ là phải làm mọi cách để huy động 500 tấn vàng trong dân. Làm gì phải huy động cho mệt đấy. Đến nhà tôi có một hầm vàng ấy, 5 người nhà tôi một ngày được khoảng 2 cân vàng ấy, vàng nổi, vàng tươi ấy, đến một xúc. Chó đéo mẹ nó chứ. Bất tài vô dụng thì lên làm lãnh đạo, còn người tài thì bị trù dập, bị soi mói và không có ở đất nước này ấy. Ở cái đất nước Việt Nam nhà tôi ấy, nó như này này. Những người quản lý điều hành ấy đều là con ông cháu cha, hoặc không mang tiền ra để mua. Đấy, thậm chí nhiều khi mang tình ra cũng để mua được quyền lực ở cái đất nước tôi. Cho nên là cái thế hệ là cha truyền con nối. Đấy, bố làm quan thì con cũng làm quan, và còn thậm chí là cả họ làm quan. Mà chúng nó, mà các vị đấy là bắt đầu là có cơ cấu sẵn rồi, sinh ra đã được sống trong nhung lụa rồi, có chịu học tập nghiên cứu cải tạo, có chịu học tập nghiên cứu rồi là những cái hay ho, những cái văn minh đâu. Mang tiếng đi học nước ngoài đấy, rất nhiều những con ông cháu cha được đi học ở bên Mỹ về đấy. Thế nhưng mà đa số là học dốt quá, học ngu quá, thì là không đỗ tại trường Việt Nam, bắt đầu mới tìm mọi cách tống sang nước ngoài. Tống sang nước ngoài thì bắt đầu là sang bên đấy là cậy ta đây á, bố làm to, cho nên là ở bên đấy là ăn chơi nhảy múa đấy. Ăn chơi trác táng, lo gái gú không, lo ăn chơi nhảy múa không. Có ông nào mà mang tiền, cái đấy là tiền của nhân dân, mà mang cho con cái đi học mà có học được cái văn minh, cái hay ho của cái đất nước tiến bộ hay không. Đấy, thế mà các ông đấy bắt đầu là ăn chơi nhảy múa trên tiền mồ hôi nước xương máu của nhân dân, sau đó là về được nghiễm nhiên được cơ cấu lên lãnh đạo của một cái tổ chức hay là một cái doanh nghiệp quốc doanh nào đấy. Thế bắt đầu là các cậu ấm cô chiêu được cho một cái suất cực kỳ béo bở, mà những cái người mà đủ tài đủ đức không có bao giờ mơ được cái vị trí đó. Điển hình như là bà gì mà quên cũ tên rồi, bà ấy mua cái vị trí đại biểu quốc hội với giá 30 tỷ đồng,
và khoảng 2 triệu đô la, trong khi bản thân bà đấy có quốc tịch Malta rồi. Có bao giờ các bác biết rằng là, có bao giờ các bác để ý cái lời nguyền của tài nguyên không? Cái lời nguyền của tài nguyên nói rằng là càng những cái đất nước nào mà có giàu cái nguồn tài nguyên khoáng sản đấy thì càng chậm phát triển. Bởi vì sao? Điển hình là các nước châu Á và các nước ở thế giới thứ ba ở châu Phi. Tại sao họ có mỏ kim cương? Đấy. Mà họ lại rất là nghèo. Thứ nhất là ở những cái nước đó là do cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt, do cái sự chậm phát triển, không có khoa học kỹ thuật tiên tiến để mà khai thác một cách có hiệu quả, nội chiến liên miên, rồi là phân biệt chủng tộc, rồi là phân biệt sắc tộc vùng miền, đánh nhau liên tục, không phát triển được. Thế nhưng mà điển hình ở Việt Nam đấy là một đất nước mà vô cùng nhiều tài nguyên khoáng sản. Tài nguyên rừng cũng có, tài nguyên biển cũng có, tài nguyên về con người cũng có. Người Việt Nam không phải là người kém thông minh đâu. Người Việt Nam là một trong những cái sắc dân mà thông minh đấy. Thông minh nhất thế giới đấy, chứ không phải đùa. Nhá. Thế nhưng mà vì sao? Vì đâu nên nỗi? Bởi vì là Việt Nam với cái sự lãnh đạo của cái dàn lãnh đạo hiện nay, họ nghĩ rằng là có tài nguyên rồi, chẳng làm gì mà phải, họ không bao giờ họ nghĩ xa hơn là họ làm thế nào để họ đầu tư cái công nghệ, đầu tư cái khoa học tiến bộ để vào khai thác tài nguyên, để mà có thể vừa khai thác được lại vừa bảo tồn gìn giữ được cho thế hệ mai sau. Họ cứ nghĩ đơn giản có tài nguyên đúng không, đào mẹ lên bán đấy, có tài nguyên đào lên bán, đào tài nguyên thô lên bán, khai thác một cách triệt để đi, khai thác một cách tới bến đi đấy, ăn xong rồi đời họ ăn xong rồi đời con cháu kệ mẹ đéo quan tâm. Đấy, cái lời nguyền của tài nguyên là như vậy đấy. Tại sao một đất nước tài nguyên khoáng sản ở đâu nó trải dài hết từ Bắc chí Nam? Khu vực Tây Bắc thì có những cái mỏ apatit, những cái mỏ sắt rất là lớn tại Yên Bái, Cao Bằng, Lào Cai. Đấy, những mỏ apatit rất lớn, titan rồi đủ thứ hết á. Rồi là khu vực miền Trung thì có cái lợi thế về cái đường bờ biển và tài nguyên khoáng sản rất là nhiều, tài nguyên về biển rất là nhiều. Đấy, khu vực Tây Nguyên thì có mỏ bauxit, có quặng, có rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà các bác bắt đầu là ký kết những cái dự án để cho nước ngoài thuê đất, thuê để khai thác cái bauxit đó. Và hậu quả của cái việc đấy là khi mà để lại cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đấy là nhà máy sản xuất titanium ở Tân Giai, Gia Lai đã thải ra một lượng bùn đỏ, phải nói là mấy trăm nghìn tấn bùn đỏ, bắt đầu nó trải dài hết cái khu vực Tây Nguyên. Đấy. Đồng bằng sông Cửu Long thì giàu về cái đấy là vựa lúa của cả nước. Kênh rạch nhiều, đất đai trù phú màu mỡ. Đấy, nhưng mà ra sao các bác biết không, bây giờ hiện tại có một bạn đọc, có một bạn phản ánh cho tôi là tỉnh Trà Vinh bây giờ nước mặn, nước biển đã xâm thực vào ở trong trong cái vùng mà họ canh tác đấy, cho nên là bây giờ trồng lúa cũng khó khăn. Rồi là nước bị thằng Trung Quốc nó chặn dòng sông Mekong, rồi là khô hạn, xâm thực của nước biển vào. Ngày xưa tôm cá rất là nhiều, tà rồi là trù phú đất đai màu mỡ, người dân đấy họ có phải đi đâu đâu, họ cứ loanh quanh ở đấy là họ kiếm cá họ ăn thôi, họ loanh quanh ở đấy thôi, họ đâu còn phải đi đâu xa đâu. Thế nhưng mà bây giờ không còn nữa, cá tôm nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, nói chung là nó đã bị xói mòn, đã bị xâm thực hết rồi. Tha phương cầu thực phải đi làm thuê làm mướn trên thành phố, đau lòng lắm các bác ạ. Có cái sự bất công nào như vậy không? Có sự bất công nào vì cái quản lý điều hành mà kém cỏi mà để gây thất thoát, sau đó là để dân lãnh chịu hậu quả không? Đau lắm cơ, nói từ cái chuyện nọ sọ sang chuyện kia rất là mệt mỏi. Đất nước tôi như vậy đó các bạn ạ, đáng sống dã man. Hai thằng nhỏ, một thằng 8 tuổi, một thằng 10 tuổi, đứng ở đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư, nóng chang chang, mang đi phát tờ rơi. Bởi vì chúng nó là lợi dụng lao động trẻ em là như này, vừa trả tiền ít, và cái thứ hai là khi mà trẻ em mà phát tờ rơi người ta sẽ nhận hết, không ai người ta lắc đầu cả. Chứ còn người lớn đi phát tờ rơi là không ai người ta nhận. Cho nên chúng lợi dụng lao động trẻ em.
trời nắng như thế, đèn vàng còn đang nhấp nháy. Bởi vì những tâm lý của những người tham gia giao thông là có đèn vàng phát là họ phi thật nhanh để cho họ vượt qua cái đèn để không phải đứng lại đèn đỏ, vì trời rất là nắng, nóng. Mà hai thằng nhỏ đấy tôi chứng kiến đây, tôi đi ra sân bay tôi chứng kiến nó lao ra đèn ấy, cái ông kia ông phải lượn một phát thì nó mới không phải né, không phải va vào nó. Hai đứa, một đứa 8 tuổi, một đứa 10 tuổi đứng phát tờ rơi. Các bác có biết là cái hành động mà lợi dụng lao động trẻ em là các bác đã vi phạm vào quyền trẻ em được UNICEF, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Cái tuổi đó là tuổi phải ăn chơi học hành, không phải là cái tuổi mà lao ra đường như thế. Lao ra đường như thế để mà kiếm cơm. Thậm chí nếu như bố mẹ chúng nó bảo những cái việc đó thì các ông các bà không được thuê lao động trẻ em. Trong khi đấy cái chốt công an ở trên đấy chẳng nói chẳng năng gì cả. Đứa nào là cái đứa mà thuê lao động trẻ em như thế? Đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Ôi cái đất nước tôi nó đau lòng dã man luôn. Vì sao? Các bác biết vì sao không? Các bác biết vì sao mà bây giờ đất nước tôi lại như thế này không? Đất nước tôi sẽ không phát triển được, sẽ không thể nào mà tận dụng được những người tài. 13 em đi thi Olympia, được du học bên Úc về, được nhận cái sự đào tạo của bên Úc về. Nhưng khi về Việt Nam, nhưng chỉ có 12, chỉ có một em là về lại để phục vụ quê hương thôi. Các bác không có quyền được trách các em. Các bác không được quyền trách các em tại sao các em bỏ đi mà không phục vụ quê hương. Bởi vì sao? Cái tài năng của các em đấy có được mang về Việt Nam, có được trọng dụng không? Không hề. Các ông không trọng dụng người tài, mà các ông chỉ trọng dụng người nhà. Thử hỏi, 4-5 năm học vất vả ở bên xứ người thì họ về phục vụ đất nước, các ông không được, các ông không trọng dụng. Mà cho nên là các em phải ra đi là đúng. Không, chúng ta không có cớ gì để trách những cái người mà thi đường đỉnh Olympia cả. Tài năng, chất xám, tố chất của con người Việt Nam chúng ta rất là giỏi, rất là thông minh, rất là sáng tạo. Nhưng vì sao? Vì đâu? Bởi vì cái sự lãnh đạo, với cái sự điều hành, trọng dụng người nhà, không trọng dụng người tài. Các ông đã để cho một lượng người tài rất lớn của Việt Nam chảy ra nước ngoài. Những người tài họ đi hết rồi, còn lại những củ rong, củ dướng, còn lại những kẻ bất tài vô dụng như bản thân tôi đây, không đi được, ok lại phải ở lại. Vì tôi bất tài. Rất nhiều người giỏi họ phải ra đi thì có đất dụng võ được. Bởi vì họ quan điểm, họ quan niệm cống hiến cho quê hương hay cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho những nước khác cũng là một cái hình thức cống hiến cho nhân loại. Cho nên họ ra đi. Ở các nước tư bản, Người tài người ta được trọng dụng, người ta được cái nhà nước đó chăm sóc rất là kỹ càng, lương trả cao, các chế độ đãi ngộ, và có cái điều kiện để phát huy cái tài năng của người ta phát tiết cái tài năng người ta, để ta mang tài năng người ta phục vụ lại cộng đồng. Người ta săn đón những tài năng trẻ, người ta chăm chút cho từ nhỏ. Việt Nam có rất nhiều những thần đồng nhỏ tuổi, nhưng vì cái sự thờ ơ của những cấp lãnh đạo, của cơ quan chức năng đối với những cái thần đồng đó, khi mà lớn lớn tí xíu thôi biến thành thần nhôm, thần chì, con mẹ nó lúc nào không hay. Bác có biết điều đấy không? Đất nước muốn phát triển được, kinh tế muốn phát triển được, chỉ có người tài. Người tài người ta lãnh đạo, người ta điều hành thì mới tạo ra của cải vật chất, mới đưa đất nước, đưa xã hội tiến bộ, đưa xã hội đi lên được. Đau lòng lắm. Đau lòng cho đất nước tôi bị chảy máu chất xám. Những người tài năng ra đi hết, phục vụ lại hết cho những cái nước khác, còn trơ lại củ rong củ dướng, toàn đầu trâu mặt ngựa. Tại sao? Các ông có thể cho tôi hỏi, các ông có thể trả lời cho tôi một câu hỏi, tại sao khi miền Nam Việt Nam trước năm 75 được cái sự kính nể, trọng dụng của rất nhiều các quốc gia trong khu vực, điển hình là đất nước Hàn Quốc, họ nhìn vào đất nước Việt Nam cái thời điểm đó, họ nói là họ mơ một ngày nào đó được giống như vậy.
À xin lỗi, đấy là một câu nói của ông Thủ tướng Lý Quang Diệu, một cái huyền thoại của đất nước Singapore, từ một cái làng chài nhỏ bé sau khi thoát khỏi cái sự đô hộ của thực dân Anh. Một làng chài nhỏ bé họ đã vươn mình dậy, bây giờ họ đã là một trong top những nước dẫn đầu thế giới. Đấy, cái hộ chiếu của họ ấy, họ được công nhận ở 160 quốc gia trên thế giới. Có nghĩa là trên thế giới này có khoảng 220 quốc gia và vùng lãnh thổ thì cầm cái hộ chiếu của Singapore, công dân của Singapore đã được miễn nhiễm visa đi vào 160 nước. Hộ chiếu của Singapore là một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Trong khi đấy Việt Nam, khi cái cầm cái tấm hộ chiếu Việt Nam, các bác đi ra thử nước ngoài xem, các bác có bị cái sự coi khinh, cái sự nhìn look down on you, họ nhìn chúng ta với con mắt rất là coi thường. Cầm cái hộ chiếu Việt Nam không có gì đáng tự hào, không có gì đáng để mà vênh vang với thế giới cả. Điển hình là cái thằng Campuchia và cái thằng trụ, cái thằng Lào là hai thằng đàn em, là hai thằng cắc ké, là hai thằng tép diêu. Bây giờ nó nhìn Việt Nam bằng con mắt như thế nào? Bằng con mắt khinh miệt. Thì nguyên nhân nào? Các bác thử lý giải cho tôi nguyên nhân nào trước năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa là một trong những cái nước mà được top của thế giới. Lãnh đạo của quốc gia đi sang Mỹ, đi sang Nhật, được người ta ưu ái, người ta giải thảm đỏ, người ta bắn đại bác để mà người ta chào đón rất là trịnh trọng. Tại sao bây giờ ở một cái đất nước, khi mà đã thống nhất một đất nước rồi, các vị lãnh đạo của Việt Nam đi sang nước ngoài, ngoài cái thằng Cộng sản chính là cái thằng Trung Cộng, nó bắn đại bác 21 phát khi mà tiếp đón ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang, thì lãnh đạo quốc gia đi đâu cũng bị khinh biệt, đi đâu cũng bị khinh, bị coi thường. Thậm chí một điều hết sức vô lý, khi mà chúng ta sang Singapore, chúng ta mang tiền sang đất nước của họ để tiêu bên đất nước họ, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải có hộ chiếu, hay chúng ta phải có visa, hay phải có cái vé khứ hồi, họ mới cho chúng ta nhập cảnh vào Singapore. Bởi vì họ sợ chúng ta ở đó là chúng ta là những người phụ nữ sang đó là lao động chui, sang đó để làm gái. Có đất nước nào mà nó lại tang thương như cái đất nước Việt Nam của tôi không? Cái dân tộc của tôi là một cái dân tộc anh hùng nhá. Các vị là nên nhớ như thế, cái dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng. Sự đồng hóa của Trung Quốc, sự đồng hóa của Trung Cộng 1000 năm vẫn không khuất phục được người dân nhỏ bé là dân An Nam của chúng tôi. Dân An Nam chúng tôi không chịu khuất phục trước cường quyền. Năm 40 khi mà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại quân nhà Hán, từ đó đến mốc thời điểm này chúng tôi vẫn không ngừng đấu tranh. Cái truyền thống đánh giặc yêu nước có sẵn.